Giới thiệu với mọi người, đây là con dện. Vì có một số vấn đề nên chủ nó không thể nào nuôi nó được nữa. Vậy là ông chở nó đem vô nhà ông anh mình thả trong đây cho ông anh mình nuôi. Mà nhà ông nhiều chó lắm rồi, ông cứ than hoài. Thôi không nuôi thôi, than gì mà than, đưa đây tôi nuôi. Vậy là cho rồi đó, nhưng mà bắt được là cả một vấn đề nữa. Mình nựng nó rồi cho nó ăn nửa tháng nay mà chưa bắt được nó. Nhưng mà mọi người biết không, chết gì gái vẫn là cái chết thoải mái. Khúc này là nó bị nhỏ em mình xích lại rồi. Xong rồi nhỏ em mình dỏ ve để dặn dò nó này kia về nhà mới á. Tự nhiên khơi khơi đi cua gái bị gái xích lại luôn. Tại nó chơi vậy chứ nhỏ em nó cưng dện dữ lắm. Cái khúc này là nó nói ok nè, chở về đi. Hồi nãy giờ bạn mình chở mình ngồi sao ôm nó, một tay ôm nó một tay bịt mắt nên đâu có quay cho mọi người xem được. Chó con hay là chó bự cũng vậy, khi mà chở tới nhà mới thì mọi người phải bịt mắt nó lại, nếu không là nó nhớ đường, nó tìm đường về nhà cũ đó. Dện. Dện. Chắc là lạ chỗ nên nó còn hơi bỡ ngỡ. Hồi nãy giờ mình ngồi dặn dò nó xong rồi mình thả nó ra nè. Cửa rào mình phá hết rồi, nó không đi đâu được đâu. Con Moon có ghế mới phái lắm. Chạy đi chơi với con Moon nãy giờ xong rồi lại đây nằm quắt đuôi mừng mình nè. Chắc là chịu ở rồi đó. Nó mừng mình rồi, nó mừng cha mình luôn. Vậy là mừng đúng người đó. Cha mình khen lính mới này ok nè, đẹp trai dữ. Rồi giờ dạy cái cha mình đi đâu là đi theo nằm kế bên ổng. Rồi xong con phèn du côn lại tới rồi. Con vợ nó cũng thủ thế rồi kìa. Nó thấy con phèn du côn lại cái nó chạy lại đứng kế bên cha mình. Con phèn du côn nó chạy qua tới nè. Chưa gì hết là mình thấy nó rượt con dện này đó. Đây, dện đi đây. Đi lên. Phèn nó béo coi. Thôi giữ. Con phèn nó cứ be be nó kiếm chuyện với con dện hoài à. Mà con dện cũng không phải hiền đâu nha, nó cũng ngừ ngừ lại nữa đó. Xong cái mình la quá trời con dện nó mới bỏ đi á mọi người. Mà con phèn nó vẫn chưa chịu tha, nó cứ đeo theo nhỏ hoài luôn. Con dện coi vậy chứ nó hiền khô à. Mới giờ mà gặp ông phèn này cứ đeo kiếm chuyện hoài, bực bội thiệt chứ. Khúc này cha mình đi vô nhà bởi vậy nó đeo mình nè. Hồi lúc mà nó còn ở nhà cũ dễ gì mình ôm được nó như vậy à. Hồi nãy giờ bị ăn hiếp quá trời là buồn hay sao á, chui lên sao kẹt hồ nằm giống vậy nè. Thôi để mình lại mình ngồi mình tâm sự với nó một chút, khuyên nó một chút để nó bỏ nó đi à. Buồn hả vậy anh? Buồn gì vậy? Buồn gì mà buồn? Có ở đâu? Nhà bữa quen thôi. Không bộ ha. Nhà bữa quen thôi. Thôi không cần lão ha, nghe không, không cần lão.